Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết 2, bài 5, ôn tập các phép tính với phân số. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 17. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là gì? Tính. Đấy, như vậy ở đây thì chúng ta có các cái phân số. Đúng không? Khá là đơn giản và dễ dàng thôi. Đây là gì? Nhân hai phân số. Muốn nhân hai phân số thì chúng ta chỉ việc làm sao? À, nhân hai phân số này. Thầy viết ở đây luôn đi nhá. 5/8. 5/8 nhân với 8/15. Muốn nhân hai phân số thì chúng ta chỉ việc lấy tử phân số thứ nhất nhân với tử của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu. Ok. 5/8 nhân cho 8/15. Ok chưa nhỉ? Vậy thì sẽ bằng 5 nhân với 8 trên 8 nhân với 10 15. Như vậy các em thấy trên tử có 8 này, dưới mẫu có 8 này, mình loại được không? Đấy, loại được ngay đúng không? Nhớ cái này chúng ta chỉ gạch khi mà gì, nó là một tích nha. Như vậy trên tử đây chỉ còn mấy? 5, dưới mẫu còn 10 15. 5 và 15 mình sẽ cùng chia hết cho 5. Như vậy thu gọn đi mình sẽ được là 1/3. Ok. Rồi, sang cặp phân số thứ hai là một phép tính chia. Chia thì chúng mình phải làm gì? Chia thì chúng ta phải làm cái gì nhỉ? À, nhân nghịch đảo lên đúng không? Đấy. Nhớ rằng chia thì mình phải nhân nghịch đảo nhá. 12/7 này chia cho mấy? 8/7. Ok. Như vậy thì nó sẽ bằng 12/7 nhân với đảo ngược của phân số thứ hai, đúng không? 8/7 tức là nhân cho 7/8. Đến đây bài toán trở thành nhân hai phân số 12 nhân 7 trên 7 nhân cho 8. Ok, như vậy ở trên này cũng có 7, ở dưới cũng có 7. Được không? À, chúng ta đơn giản đi thôi. Rồi, vậy thì trên tử chỉ còn mấy? Trên tử chỉ còn mấy nhỉ? 12. Và dưới mẫu này còn 8. Hai anh này lại cùng chia hết được cho mấy? Cho 4 đúng không? Tiếp tục chúng mình thu gọn. 12 chia 4 được 3. 8 chia 4 được 2. Ok. Xong nhá. Được chưa các em? Được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo. Một số nhân với một phân số này. Số nhân với phân số này. 6 này thực chất là 6 trên gì? 6 trên 1 đó. Như vậy thầy sẽ làm tuần tự ra nhé, để chúng mình không bị quên kiến thức của lớp 4. 6 nhân cho 7/9. Vậy thì thực chất đây các em chỉ cần lấy 6 nhân 7 và giữ nguyên 9 thôi, đúng không? Nhưng mà thầy vẫn làm từng bước này. Được chưa? 6 là 6/1. Được chưa nhỉ? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng cái gì? 6 nhân cho 7 trên 1 nhân cho 9. Đấy, các em nhớ nhỉ? Khi mà nhân một số
với một phân số, ta lấy số đó nhân với tử và giữ nguyên nguyên mẫu nhé. Lấy số đó này nhân với tử này và giữ nguyên nguyên mẫu. Ok. Như vậy thì ở đây ấy, mình có thể tách được này, 6 này. Phần này này chúng ta làm thế này cho nhanh này, đừng có nhân vào. Không nên nhân vào nhé. 6 này, các em thấy đây có 6, đây có 9 á. 6 thì mình tách ra nó bằng 3 nhân 2. Nha, 3 nhân cho 2 nhân cho 7 mình giữ nguyên. Và ở dưới này là 1 nhân cho này. Ở đây có 3 đúng không? Vậy thì 9 sẽ bằng 3 nhân cho 3. Đấy, như vậy các em triệt tiêu được luôn này các em. 3 này, dưới cũng có 3 này. Được chưa? Ok không? Thống nhất chưa nhỉ? Rồi, như vậy thì ở trên tử bây giờ chỉ còn mấy thôi? Trên tử bây giờ chỉ còn 2 nhân 7 là 10, 14. Và dưới mẫu là 1 nhân với 3 bằng 3. Ok, như vậy 14 phần 3 có rút gọn được nữa không? Không đúng không nào? Xong nhá. Phép tính thứ tư. Một phân số chia cho một số. Ok. Đấy, một phân số chia cho một số. Thì số 4 này thực chất nó là gì? 4 phần 1 đấy các em. 24 này phần 5 này. Chia cho mấy? Chia cho 4. Đấy, vậy thì 4 này thực chất là gì? 4 phần 1. 24 phần 5. Chia cho gì? Chia cho 4 phần 1 nhá. Đúng chưa? Rồi, vậy thì đây là chia hai phân số. Thì chúng mình sẽ lấy cái gì? Lấy phân số thứ nhất nhân cho đảo ngược lên. Đảo ngược lên, tức là nhân cho 1 phần 4. Ok không? Rồi, như vậy ở đây mình nhìn ở đây này. Muốn chia một phân số cho một số thì ta lấy này. Ta lấy gì? Tử chia cho mẫu nhân với số số đó này. Đấy. Rút được ra ngay bài học nhá. Được không? Được không nhỉ? Đấy, như vậy đây sẽ bằng 24 nhân 1 trên 5 nhân 4. Bây giờ mình cũng lại tách nó ra luôn nhá. 24 nhân 1 trên 5 nhân cho 4. Ok. Rồi, bây giờ mình thấy ở đây có 4 này, ở đây có 24 này. Tách được không? Tách được không nhỉ? Quá đơn giản đúng không? Rồi, như vậy thì 24 này các em sẽ tách ra cho thầy thành 4 nhân 6 nhân cho 1 giữ nguyên. Và anh này là 5 nhân cho 4 giữ nguyên. Được chưa? Trên này có 4, dưới có 4. Ok. Vậy thì trên tử chỉ còn mấy? 6 nhân 1 bằng 6 và dưới mẫu còn 5. Xong chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành nhé. Sang bài số 2. Tìm cái phân số thích hợp. Ok. Rồi, để trang trí tấm biển quảng cáo có dạng hình vuông, nhớ đây là hình vuông. Người ta gắn các dây đèn một vòng xung quanh tấm biển đó. Biết tổng độ dài các dây đèn là 18 mét. À, tức là người ta gắn cái dây đèn đây này, xung quanh cái này này kìa. Như vậy thì đây chính là gì? Chu vi đúng không? Đấy, ta gắn xung quanh như này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là chu vi của hình vuông thôi đúng không? Chính xác không nhỉ? Đấy, vậy thì đây chính là chu vi của hình vuông này. Vậy thì chu vi đây là bằng nhiêu? 18 mét rồi. Giờ tôi yêu cầu tính độ dài cạnh. Dễ ơi là dễ đúng không? Như vậy thì mình đã có chu vi của hình vuông đúng không? Là 18 mét. Bây giờ yêu cầu mình tính độ dài. Chu vi của hình vuông thì bằng cạnh nhân cho mấy? Nhân cho 4. Vậy thì muốn tính cạnh thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Chu vi chia cho mấy? Chia cho 4. Ok. Đúng không nhỉ? Đúng không? Đó.
Như vậy thì ở đây sẽ được bao nhiêu? Độ dài cạnh của tấm biển. Biết tổng độ dài các dây đèn là 18 mét. Ủa sao lại thành số lẻ được nhỉ? Cạnh chia cho 4 à? Tức là 18 phần 4 thôi đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ bằng 18 chia cho 4. Mà 18 chia cho 4 thì nó lại bằng là 18 phần 4. Vậy thôi chứ không phải là số. Số đẹp đúng không? Đấy, 18 phần 4. Như vậy 18 phần 4 này thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 4 được đúng không? Được không? Không được. Chỉ chia được cho 2 thôi. 18 chia 2 được 9. 4 chia 2 được 2. Rồi, như vậy chỗ này các em điền là 18 phần 4 hay là 9 phần 2 đều được nhé. Nếu điền phân số thu gọn ta điền là 9 phần 2. Còn nếu mà để nguyên của nó chúng ta sẽ điền là 18 phần 4 cho thầy. Ok, tùy theo cô giáo muốn kiểu nào chúng ta chiều kiểu đó. Rồi, vậy thì giờ ta hỏi diện tích. Có cạnh rồi có tính được diện tích không? Diện tích của hình vuông thì bằng cạnh nhân với chính chính nó. Được không nhỉ? Như vậy thì đây sẽ bằng gì? Cạnh chúng ta vừa tính xong 9 phần 2 nhân cho 9 phần 2. Được không? Có gì khó khăn không? Rồi, sẽ bằng 9 nhân 9 trên 2 nhân cho 2. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 81 phần phần 2 là 81 phần 4. Như vậy thì đây cũng là số gì? Số lẻ luôn. Không rút gọn được. Đúng không? 99 81 phần 4. Ok. Được chưa nào? Ổn chưa? Ok nhá. Rồi, bài số 3. Tính giá trị của biểu biểu thức. Như vậy các em thấy này, biểu thức ở đây này. Có nhân và có chia. Vậy thì việc đầu tiên của chúng mình trong cái biểu thức này là mình phải làm gì? Nhân chia trước đúng không? Đó. Như vậy để thầy sẽ ghi ra đây. Câu A nào. Này là câu A nào. 9 phần 10 nhân cho 5 phần 6. Ok. Rồi, được bao nhiêu chúng ta chia cho mấy? Chia cho 3. Ok chưa? Rồi, như vậy thì đây có phải là gì? Chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính nhân này trước nhé. 3 đây chính là 3 phần mấy? 3 phần 1 thôi. Đúng không? Đó, giữ nguyên cái số 3 này cho thầy. Không đụng chạm gì tới nó. Sẽ bằng này, 9 nhân cho 5 trên mấy 10 nhân cho 6. Được chưa? Rồi, và đây vẫn giữ nguyên là chia cho gì? Chia cho 3. Ổn chưa? Đây ổn chưa nhỉ? Rồi tiếp tục này. Các em sẽ thấy ở đây nó có những cái mình có thể tách ra được. Đây có 9, đây có 6 này. Vậy thì 9 ấy, mình sẽ tách ra là 3 nhân 3 nhân cho 5. Ở trên mình nhìn thấy có 5, ở dưới có mấy? Có 10 này. Đấy. Vậy thì 10 đây sẽ bằng gì? 5 nhân cho 2. Được chưa? Nhân cho này. Anh 6 này, đây trên này có 3 này, 6 thì bằng 3 nhân 2. Ok không? Được chưa? Đấy, như vậy thì đây vẫn là số mấy? Chia cho 3 giữ nguyên nhá. Được chưa? Rồi. Trên này có số 3. Dưới này có số 3. Trên này có số 5, dưới này có số 5. Được chưa? Như vậy đến đây được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ bài toán
sẽ trở nên đơn giản thôi. Trên chỉ còn là mấy? Ba thôi. Được chưa? Và dưới mẫu còn 2 nhân 2 là mấy? 4. Chia cho 3 này chính là 3 trên mấy? 3 trên 1. Được không? Hãy làm từng bước nha. Rồi chúng ta xuống đây nhá. Xuống đây làm tiếp nó nhá. Như vậy chia cho 3 trên 1 đây này thì có nghĩa là gì? Nó sẽ bằng nhân với đảo ngược lên. 3 phần 4 nhân cho đảo ngược lên. Được chưa nhỉ? Ok. Có hơi dài không nhỉ? Nhưng mà chúng ta phải làm theo từng bước như này thì đúng hơn. Nhân cho 1 phần 3. Rồi. Thì sẽ bằng mấy? 3 nhân cho 1 trên 4 nhân cho 3. Đấy, như vậy mình thấy ở trên có 3 rồi. Ở dưới cũng lại có 3. Lại chia tiêu được tiếp này. Như vậy thì cuối cùng phân số này chỉ còn là mấy? 1 phần 4 thôi. Xong chưa? Rồi, xong câu A nhá. Giờ ta đến câu B. Câu B mình nhìn thấy đây là một phép tính ở đâu? Trong ngoặc. Đấy, phép tính ở trong ngoặc nha các em. Chia cho ở trong ngoặc này thì chúng ta sẽ 7 này chính là 7 phần mấy? 7 phần 1. Được không? Thầy ghi luôn thành 7 phần 1 nhá. Đấy, rồi, như vậy ở đây ta sẽ được là 11 phần 4. Chia cho. Khi có ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính phải tính ở đâu? Trong ngoặc trước, rồi ngoài ngoặc sau. Nhân cho 7, tức là nhân cho 7 phần 1. Ok nha. Rồi, như vậy đến đây. Đến đây được chưa? Đến đây thì chúng ta vẫn giữ nguyên ở ngoài ngoặc là bao nhiêu? 11 phần 14 chia. Rồi ở trong ngoặc này. Trong ngoặc thì chúng ta sẽ lấy là bao nhiêu? 11. 11 phần gì? Phần 14 tức là gì? 11 nhân cho 7 trên mấy? Trên 14 nhân 1. Được không? Thầy cũng làm từng bước nha. Thực ra thì có nhiều bạn làm đã xong rồi, nhưng mà thầy sẽ làm từng bước tuần tự để cho một số bạn chậm hơn một tí vẫn nắm được. Rồi, trên 14 nhân cho 1 thầy vẫn giữ nguyên, trung thành với nó. Ok. Rồi, bây giờ mình mới xử lý cái anh này, tách nó ra. 11 phần 14 vẫn giữ nguyên. Đấy. Rồi, dấu chia này vẫn giữ nguyên. Nhưng ở đây mình sẽ tách nó ra này. Tách cái thằng này ra để mình triệt tiêu nó. Ok. Như vậy 11 phần 14 này vẫn giữ nguyên nhá. À, 11 phần 4 nhé. Đấy, tự nhiên bây giờ là đẻ ra một cái 14 ở đó là xong luôn đấy, đúng không? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy ở trên này có 7 á, thì ở dưới con số 14 kem tách ra cho thầy là bằng 7 nhân cho 2 nhân cho 1. Được chưa? Mục đích để làm gì? Triệt tiêu rồi này. Trên này có 7 này, dưới có 7 này. Ok. Rồi đến đây rồi thì bài toán trở nên rất dễ dàng. Như vậy thì 11 phần 4 vẫn giữ nguyên. Chia cho ở trong ngoặc đã làm xong. Đúng chưa? 11 phần 4 chia cho trong ngoặc xong rồi. Trong ngoặc chỉ còn bao nhiêu? 11 phần 2. Ok. Chuẩn chưa? Đấy.
Vậy thì đây là nhân 2 phân số. Thì chúng mình lại lấy cái gì? Phân số thứ nhất nhân với đảo ngược của phân số thứ hai. Cứ thế thôi. Dễ ơi là dễ ơi. Rồi. Một phần 4 nhân cho đảo ngược lên là nhân cho 2 phần 11. Ok. Rồi vậy thì sẽ bằng 11 nhân cho 2 trên 4, được chưa? Nhân cho 11. Đấy, thực chất là gì? Số gì? Số 4 này kem tách ra bằng 2 nhân 2 luôn được, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ tiêu hai cái anh này đi cũng được rồi, không cần tách nữa, thêm một bước rút gọn nữa thôi. Ok, như vậy ở trên tử sẽ còn số mấy? Trên tử còn mấy? 2. Và dưới mẫu là gì? 4. 2 trên 4 chia cả tử và mẫu cho 2 thì chúng mình được là 1 phần 2. Đấy, như vậy em nào là làm được đến tới kết quả này giống thầy ấy, là chúng ta học lên lớp 6 rồi. Ok đấy. Học lên lớp 6 là rất ok nha. Rồi, sang bài số 4 nào. Một cái tấm kính dạng hình chữ nhật có chiều dài là 5 phần 2 mét. 5 phần 2 mét, chiều rộng là 4 phần 3 mét. Chiều dài đây, chiều rộng đây. Chú Hòa chia tấm kính đó thành 3 phần bằng nhau. Để làm mặt bàn, tính diện tích mỗi phần tấm kính. Tức là gì? Chú chia làm 3, giờ họ chỉ hỏi là gì? Diện tích của một cái này này. Diện tích của một một cái phần này này. Đấy, các em hiểu không nhỉ? Ta hỏi hỏi mỗi cái này thôi. Như vậy thì đây chính là gì? Hình chữ nhật thôi. Thì chúng ta sẽ tính chiều dài, chiều rộng của một một phần này nè. Là xong. Được không? Hoặc là gì, chúng ta sẽ làm một bước nữa là gì, hoặc là gọn hơn á, thì các em sẽ tính diện tích này, sau đó chúng ta lấy diện tích này chia cho 3. Đấy, có hai cách để chúng ta làm nhé. Cách thứ nhất này, mình sẽ tính chiều rộng bằng cách lấy 5 phần 2 chia 3, tính chiều dài 5 phần 3 phần 4 này chia cho 3 là chiều rộng, 5 phần 2 chia 3 là chiều dài, đúng nào? Vậy thì khi tính được rồi thì chúng ta sẽ nhân vào là ra diện tích của 1. Trường hợp thứ hai chúng ta tính ngắn gọn hơn hai lời giải. Đó ta tính toàn bộ diện tích của cái gì? Cái tấm kính này này được bao nhiêu chúng ta chia cho mấy? Chia cho 3. Được không? Đấy, dễ như ăn kem đúng không nào? Như vậy thầy sẽ làm cái cách ngắn gọn hơn nhé. Đó là gì? Chúng ta sẽ tính diện tích. Diện tích cái tấm kính. Tấm kính dạng hình chữ nhật đó là ok, diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân cho chiều rộng. Ok rồi, chiều dài ở đây là mấy? 5 phần 2 nhân cho chiều rộng là nhân cho 4 phần 3, được chưa nhỉ? Như vậy thì các em có thể thấy này, 4 này bớt đi được cho 2 này. Như vậy đây còn 2 đúng không? Vậy thì 5 nhân 2 là 10. Và trên tử này còn mấy? 3 thôi. Được chưa? Các em sẽ còn là 10 phần 3. Được không nhỉ? Đấy, hoặc là các em nhân lên này thì sẽ 5, 4, 20, 20 trên 6. 20 phần 6 thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu được cho mấy? 20 phần 6. Không 10 phần 3 thì đây thầy sẽ làm cho chúng mình hiểu nhá. 20 phần 6 này thì có phải chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 2 được không? Đúng chưa nhỉ? 20 chia cho 2 thì được 10. 6 chia cho 2 có phải được 3 không nhỉ? Đấy, như vậy đây sẽ là gì? 10 phần 3 đơn vị là gì? Mét. Mét vuông nhá. Ok. Đấy, như vậy đây sẽ là đơn vị là mét vuông nha các em. Đây là diện tích của toàn bộ cái này.
là mấy? 10 phần 3 mét vuông. Vậy thì cái này được chia là mấy? 3 phần bằng nhau. Thì chúng ta sẽ tính được là gì? Diện tích gì đây? Mỗi phần của tấm kính. Ok. Mỗi phần của cái tấm kính là, được chưa? Tức là ta cắt ra làm 3 phần, sẽ là diện tích của toàn bộ tấm kính này chia cho mấy? Chia cho 3, đúng không? Đó. Rồi, như vậy thì nó sẽ bằng, em nhẩm lên, nhân đảo ngược cái lên nhá. Rồi, thầy sẽ làm nháp ở đây thôi. 10 phần 3 chia cho 3, đúng không? Các em chia làm 3 phần. Ok. Thì có phải nó sẽ bằng là 10 phần 3 chia cho mấy? Chia cho 3 phần 1 không? Chuẩn chưa? Đấy. Vậy thì mình sẽ nhân nghịch đảo lên là nhân cho mấy? 1 phần 3. Đúng không? Nháp xuống đây nhá. Thì mình sẽ được nhân nghịch đảo lên là 10 phần 3 nhân cho đảo nghịch lên, đúng không nào? Là nhân cho 1 phần 3. Ok. Được chưa nào? Vậy thì nó sẽ bằng 10 phần mấy? 10 phần 9. Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Chia này chia cho 3 phần 1 thì sẽ là 10 phần 9. Ok, sẽ là 10 phần 9. Đơn vị đây cũng là gì? Mét vuông. Ok. Ta sẽ được là 10 phần 9 mét mét vuông này nhá. Ok chưa? Rồi, thầy sẽ ghi đáp số thôi. Ok. Đáp số là mấy? 10 phần 9 mét vuông. Như vậy mỗi một phần đây sẽ là 10 phần 9 mét vuông nhé. Ok. À không, ta ghi là mét vuông luôn đi cho nó dễ. Chữ mét vuông luôn. Đấy, cho nó hoành tráng. Khỏi cần phải đơn vị vậy nữa. Ok. Hết chưa nhỉ? À, còn bài số 5 nữa nhỉ? Bài số 5 là gì? Tính bằng cái cách thuận tiện nào. Và cái bài này thì thuận tiện thì quá dễ rồi đúng không? Làm luôn vào đây nhá. Như vậy này, chúng ta nhìn thấy ở đây này, đây là bốn phân số nhân với nhau thôi, thì cứ lấy tử nhân với tử và mẫu nhân với gì? Với mẫu trước này, được chưa? Thầy cứ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu đấy nhá. 10 này nhân lên cho 9 này, nhân cho 10, 11 này, nhân tiếp cho này, cho 8 này. Như vậy ở trên tử xong chưa? Rồi, ở dưới mẫu này, 11 này, nhân cho 16 này, nhân cho mấy? Nhân cho 10 này, và nhân cho 9 này. Rồi, như vậy thì mình sẽ thấy có cái điều gì đây? Có cái điều gì ở đây? Đây là cái cách thứ nhất thầy 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 hướng dẫn cho chúng ta nha. Như vậy ở đây á, thì chúng ta sẽ có nhiều nhiều và rất nhiều cái cách tính, nhưng mà cái cách mà thầy làm đây sẽ là gì? Dễ và ngắn gọn nhất. Các em tách nó ra, tách mỗi cái thằng 16 này ra thôi này, là chúng ta ra kết quả đấy đó, y chang như này luôn. Và mình chỉ tách mỗi cái anh 16 này ra. Đó, tách mỗi cái anh 16 này ra nhé. Rồi, như vậy ở đây thì viết xuống dưới này đi cho nó dễ nhỉ. Để viết xuống dưới này đi nhá. Đây nó sẽ là dấu bằng. Như vậy cái số 16 này
16 này ở đây ta thấy có 8 này. Thì 16 các em sẽ tách ra cho thầy là 8 nhân nhân cho 2. Xong. Đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy tổ quốc chưa nào? Đấy. Nhìn thấy tổ quốc và non sông chưa? Như vậy thì trên này có số 10 này, dưới có số 10 này, trên có số 9 này, dưới có số 9 này, trên có số 11 này, dưới cũng có số 11 này, trên này có số 8 này, dưới có số 8 này. Wow, hết luôn thì còn gì nữa đúng không? Như vậy thì chỉ còn mấy thôi? Ở trên này chỉ còn số 1 và ở dưới này còn số 2. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ bằng mấy? 1 phần 2. Vậy thì đây là cái cách mà chúng ta làm là nhanh nhất. Còn không thì các em sẽ nhóm nó theo theo cặp. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ lâu la hơn là cái cách chúng ta làm như này. Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2 nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh và video đến cho các bạn.